Alo, nói, địa điểm, thời gian, nhận. Rồi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Frank Hùng Xe Cò sẽ trong vai một người vận chuyển delivery của Grab thôi. Sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe Audi A8 phiên bản L Executive nhưng lại đời năm 2011. Bản này là bản nhập Mỹ nha các bạn. Động cơ là nạp khí tự nhiên 4.2. Ngay bây giờ chúng ta hãy xem mẫu xe này có gì. Đó, Frank Hùng Xe Cỏ hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn mẫu Audi A8 đời 2011, và các bạn hãy xem Audi A8 2011 8 năm rồi thưa các bạn, vẫn còn đẹp long lanh. Mẫu xe này thì mới đi đâu có đó là khoảng hơn 6 vạn một chút. Chủ xe thì là một chủ nhân cũng trẻ, đẹp trai, và phải nói là rất yêu mẫu xe này cho nên nó mới đẹp được như thế này. Các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy cái lưới tản nhiệt của phiên bản động cơ V12. Tuy nhiên, đây là phiên bản V8 4.2 nạp khí tự nhiên thôi các bạn nhé. Nạp khí tự nhiên nhưng lưới tản nhiệt này được độ rồi này. Đấy. Bộ đèn, vâng, đèn full LED. Nếu như các bạn đã quen với các cái khái niệm đèn full LED trên các cái dòng xe bình dân bây giờ, thì xin thưa rằng với các bạn, Audi là dẫn đầu luôn về cái công nghệ đèn full LED này, đèn nhận diện ban ngày đã từ rất lâu rồi. Với cái lợi thế về ánh sáng là nó không bị chói mắt, cường độ chiếu sáng tốt, vân vân, tất cả tích hợp vào đây. Và cũng xin thưa với các bạn, chủ nhân đã build chiếc đèn này, nhập chiếc đèn này của bản 2015, còn nguyên gốc của nó là 2011 nha các bạn. Rõ ràng là trông sang chảnh, đẹp hơn hẳn. Đây, các bạn có thể quan sát toàn bộ cái nước sơn rồi các cái chi tiết này. Đó, đẹp long lanh. Và chỉ có duy nhất trên các phiên bản Executive. Đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn. Đây là một cái cảm biến, cả cái radar nhé, trong cái gói Adaptive Cruise Control. Bây giờ thì các bạn sẽ quen với các cái khái niệm Adaptive Cruise Control trên những cái dòng xe Ford rồi các cái dòng xe hiện đại bây giờ. Nhưng xin đưa rằng từ 2011 rồi Audi đã có những cái công nghệ như thế này. Nó sẽ kiểm soát khoảng cách khi chúng ta cài đặt. Chúng ta có thể chạy nhanh, chạy chậm, nhưng cài đặt cái này thì sẽ yên tâm. Nó sẽ tự bám theo cái xe phía trước. Tất nhiên chúng ta phải luôn giữ vô lăng, bởi vì công nghệ tự lái, công nghệ lái tự động từ thời đấy nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn bây giờ sẽ rất khác trên cái Audi A8 đời mới rồi. Và phần tiếp theo có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao một mẫu xe Audi tại cái thời điểm như vậy nó lại đắt tiền. Và Hùng cũng xin chia sẻ với các bạn là tại sao những cái mẫu xe sang trọng như này nó sẽ đắt. Nó đắt ở đâu ạ? Động cơ ok, khung gầm, thân vỏ. Và xin thưa với các bạn, tại cùng thời điểm đó, những cái thời điểm trước, thì dòng A8 này là duy nhất trong Big Three là bao gồm BMW, Mercedes và Audi là sử dụng cái thân nhôm. Và để có được cái công nghệ vật liệu của thân nhôm trên các dòng xe A8 này thì Audi đã phải bỏ ra 700 triệu đô la. Xin thưa bạn nhé, 700 triệu đô la để hợp tác với một hãng sản xuất máy bay tên là Anker gì ở một cái bang Iowa gì đấy ở Mỹ. Đó, mình chỉ nhớ tới 700 triệu để có được cái công nghệ về thân nhôm. Và cái thân của cái xe, một cái mẫu xe dài như thế này, xin thưa với các bạn, chỉ có 214 kg mà thôi. Rất nhẹ. Một mẫu xe A8 này nó khoảng 1,9 tấn bản Executive, động cơ 4.2. Tuy nhiên so với các đối thủ cùng phân khúc cùng cái thời đó ấy, thì các dòng xe kia nó hơn khoảng 2 tấn, hơn 2 tấn. Chênh nhau trên các cái dòng xe là hơn 200 cân như vậy là sự khác biệt rất lớn. Nó ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu này, rồi là vân vân, rất nhiều chỉ số. Và thôi, quay trở lại chiếc xe để mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. V12 này là gắn vào cho đẹp thôi. Thì bây giờ mình sẽ xem cái động cơ Audi 2011 này, 2011 đó, sẽ xem. Chúng ta sẽ xem. Rồi. Nắp capo cực nhẹ. Lâu rồi chưa sửa. V8 FSI, động cơ từ ngày xưa rồi nhưng mà vẫn rất là đẹp luôn. Đó. Và ngay từ khi tiếng mình đề máy lên thì nghe nó đã hấp dẫn rồi.
nghe là muốn cầm lái, muốn đạp ga luôn. Đó, từ ngày xưa thôi, từ 9 năm rồi mà vẫn còn long lanh như thế này. Đây các bạn có thể quan sát bên cái thân xe. Mẫu xe này thì sử dụng cái vành 20 inch lốp Pirelli. Má phanh thì cái clip phanh thì đã được sơn màu đỏ rồi, trông nó nổi bật hơn. Và thưa các bạn, cửa thì đương nhiên rồi, 2011 cửa hít nhá, không phải suy nghĩ gì luôn, hít rất nhẹ này, êm. Đấy, tạch cái là đóng kín luôn. Còn thân xe A8 thì rất là đẹp. Và thực sự là không thể nghĩ một mẫu xe đã 9 năm rồi mà vẫn đẹp như thế này. Nhưng xin thưa với các bạn, đối với công nghệ vật liệu thì thân xe của Audi cũng là rất là đặc biệt. Riêng cái trụ B này nhá, cái trụ B này là cũng là một cái công nghệ rất đặc biệt trên Audi. Khi mà họ làm ra, họ sử dụng một cái khuôn ép thủy lực và nung nhiệt độ lên đâu đó khoảng 1000 độ C, sau đấy lại dẫn một cái dòng nước làm mát để bảo đảm cái nhiệt độ loanh quanh 200 độ C để ra một cái kết cấu trụ B như thế này. Trụ B này nếu mà va chạm bên vân vân này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Đấy, nó cái trụ ở giữa này cũng rất là quan trọng. Mà bây giờ nếu như các bạn xem trên những cái dòng xe của BMW hoặc những cái dòng xe cao cấp ấy, thì sẽ họ đưa thêm các công nghệ vật liệu carbon vào cho nó nhẹ đi, độ cứng vững rồi vân vân. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục ra phía sau xem. À mà trên cái phiên bản nhập Mỹ nó có một cái điều rất là đặc biệt. Nếu như cái luật ở Mỹ ấy, trước đây năm trước 2016 thì các bạn sẽ thấy là đèn sinh an và đèn phanh gì đó nó phải là màu đỏ. Và cái thứ hai là cái led giải led chạy á, đặc trưng của Audi nó cứ chạy từ trái sang phải, từ phải sang trái ấy, chạy này này thì cũng không được lắp ở tại Mỹ nếu như trước năm 2018, bởi vì do luật giao thông của họ. Mình cũng chưa biết tại sao đâu. Bạn nào biết thì có thể chia sẻ giúp nhá. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Còn bộ đôi rất là đẹp. Đây cả. Bây giờ các bạn có thể ghé sát vào. Đây là tiếng đề nổ không tải. Nghe đó. Tức là nghe cái tiếng bô nó đã phê rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong khoang xe. Cái phiên bản Executive ấy, nó sẽ dành cho chủ nhân ngồi hưởng thụ nhiều hơn. Tức là nó sẽ tăng tiện ích. Đấy là sự khác biệt giữa các phiên bản Base, phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp, phiên bản Executive, vân vân, phiên bản Business gì đó. Đây là cái cách của các hãng xe khi mà tạo ra các phiên bản để tăng cái giá trị, tăng cũng như tăng cái tiện ích cho khách hàng. Rồi, xe thơm quá. Audi A8L các bạn sẽ thấy không? Khi mà tôi để nổ máy lên, màn hình sẽ tự động mở ra. Và đặc biệt những hệ thống loa Bang Olufsen. Đấy các bạn sẽ thấy này, nó sẽ mở ra rất đẹp. Bây giờ mình sẽ để lại cho các bạn. Các bạn anh camera có thể quay sát vào cái loa đấy. Nhìn cực kỳ yêu luôn, rất công nghệ luôn này. Đấy, sẽ tự động tắt đi. Và khi mà mình để nổ máy lên sao nào. Rồi, lên. Trông rất yêu. Và để lên bum, 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 bum. Khoang xe của mẫu Audi A8L phiên bản Executive, chúng ta hãy xem vẫn rất đẹp. Thực sự đối với cái thiết kế này, với vật liệu này, nhiều mẫu xe hạng sang đời bây giờ khó mà còn đuổi kịp với chứ, không phải đùa đâu. Và các bạn hãy xem này, da cao cấp Vulcano gì đấy của Ý, Audi thì chuyên dùng. Và có lẽ là tại Việt Nam thì đây là phiên bản tôi có thể chủ quan một chút, nhưng là duy nhất sử dụng cái bộ da này, màu xá hình quả chám rất là đẹp, màu nâu này. Bao nhiêu năm rồi? 9 năm rồi, các bạn hãy xem nhá. Hai cái đệm ghế này ở hai bên này chưa có một vết nhăn luôn. Phải nói là quá đẹp đối với một mẫu xe 9 năm rồi. Chưa hết, gỗ hoa nắt. Nếu như theo thông tin của Audi nói ấy, thì toàn bộ các cái gỗ sử dụng trên A8 ấy là sử được lấy ra từ cùng một thân cây để cho đồng nhất các cái vân xe. Để đồng nhất các cái vân. Đó các bạn thể 10 năm rồi nhá. 9 năm rồi nhá. Vẫn rất đẹp luôn. Rồi ôi, da rẻ hồng hào. Quá đẹp gỗ này, chưa một vết gì luôn. Đẹp đẹp, phải nói đẹp không tì vết. Chất vật liệu. Cho nên là có một cái câu chuyện rất là vui. Nhiều khi chúng ta cứ nói là Lexus, vật liệu trên Lexus nó bền bỉ với thời gian. Nhưng các bạn hãy xem một mẫu xe Đức 9 năm rồi, đi 6 vạn, mọi thứ vẫn còn quá đẹp luôn. Đúng là của bền tại người. Nếu như cái Audi bây giờ ấy, Audi A8 thời mai này ấy,
Và nếu như các bạn có thể xem Hùng đã giới thiệu cái Audi A8 mới nhất bây giờ thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ các cái cửa gió điều hòa nó được giấu kín sau đi. Rồi là các cái màn hình như thế này nó sẽ được tích hợp như cái màn hình iPad ấy. Rồi toàn bộ cái hàng phím điều khiển nó sẽ lược bớt đi, đưa tích hợp vào hết cái màn hình. Nhưng thực sự là nếu như mình nhìn những cái hệ điều khiển như thế này đã 9 năm rồi thì mình vẫn rất thích luôn. Quá yêu luôn. Có tiền là quất luôn, mua lại gạ chủ xe mua lại luôn. Nhờ. Chủ xe có bán không? Đấy, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập cho hàng ghế trước này. Rồi. Thông gió ở hàng ghế lái này, đây hai bên điều khiển các bạn có thể thấy này. Rồi hệ thống sưởi này. Đó, ngày xưa thì chỉ cần phím như này thôi, bây giờ thì giấu hết vào trong cái màn hình. Nói chung vật liệu trên xe sang thì chúng ta không phải nghĩ, bởi vì tất cả những cái vật liệu đó đều phải là cao cấp. Và cao cấp thì chúng ta mới gọi là sang trọng được. Bây giờ mình sẽ vào cái màn hình này xem. Đó, màn hình điều khiển từ 9 năm rồi. Nhạy không, tốc độ phản ứng thế nào? Cả nha. Đấy, rất nhanh luôn. Đó, đẳng cấp của xe Đức. Ở đây thì chúng ta có thể set cái in video này để có thể cài đặt các cái chế độ lái như là chế độ hoạt động của engine, hộp số này, rồi hệ thống treo khí nén, rồi cái hệ thống lái này, cái vô lăng, thậm chí vân vân, có các cái chế độ điều khiển này chúng ta có thể dùng được. Thậm chí chúng ta có thể chọn ngay chế độ Comfort, Auto, Dynamic. Mà như các bạn đã biết rồi thì tất cả các chế độ này của xe Đức ấy không phải nghĩ luôn, khác hoàn toàn. Tất cả là phím điều khiển thôi, sẽ cần một chút thời gian để tìm hiểu. Đấy, ví dụ chúng ta có thể điều khiển cái hệ thống treo khí nén này này. Đấy, mình nhấn vào đây nhá. Đấy, thì có thể là hệ thống treo nó sẽ giảm bớt độ cao đi. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Tất nhiên là những cái màn hình đời mới bây giờ, cái độ phân giải, cái giao diện rồi vân vân thì nó sẽ được đẹp hơn. Nhưng mà rõ ràng mà 9 năm rồi mà như thế này thì mình thật sự là không tưởng tượng được. Quá yêu, thời đấy cũng nghe biết đấy. Bây giờ chúng ta có thể vào car system để điều chỉnh này, điều hòa này, driver seat này, vehicle setting vân vân. Đó. Bây giờ thì cũng chỉ làm giao diện đẹp hơn thôi. Vân vân. Cần số. Rồi các bạn có thể thấy cái quần số của Audi này, quá đẹp. Mình ngồi như thế này, cầm như thế này, như lái một chiếc phi thuyền đấy các bạn ạ. Phi thuyền. Phanh tay điện tử. Để nổ ở đây nhá. Chìa khóa này. Rất đẹp. Đây là cái gì đây? À đây là các cái hộp để nước thôi, không có vấn đề gì cả. À. Rồi, da rẻ. Da đấy rất đẹp. Úi giời. Đấy. Ui, nhiều đồ quá của chủ nhân, thôi giấu đi. Có thể kéo lên nhé. Kéo lên này. Đấy, để xuống này. Nó thay đổi cả tiến lên và nâng độ cao lên để như thế này. Đấy. Đấy. Úi giời. Úi giời. Quá đẹp. Bây giờ để thằng này để xem. Và bây giờ các bạn sẽ thấy chiếc vô lăng này nó khá nhỏ so với kích thước xe. Tuy nhiên chiếc vô lăng này cũng đã được chủ xe, anh chủ đẹp trai thay rồi. Đây là vô lăng của S8 nha các bạn. Lấy chuyển số sau vô lăng. Các hệ thống như là navigation chúng ta có thể điều khiển ở đây. Vân vân, truy cập vào menu, các menu này. Đó, đều có hết ở trong này. Đó, thì với cái Audi A8 đời mới bây giờ ấy thì cái màn hình này nó trở thành cái màn hình virtual cockpit với một cái giao diện rất là đẹp. Tuy nhiên một mẫu xe như Audi A8L 2011 bản executive này 8-9 năm rồi mà giao diện như thế này phải nói là cũng quá tốt luôn. Đẹp. Đây mình sẽ đấy, mình có thể điều chỉnh tất cả những cái chức năng hỗ trợ rồi vân vân của xe trong này. Đó. Cảnh báo chệch làn có, adaptive cruise control có, cái cảnh báo khi mà chúng ta đi sát xe trước quá cũng có, nhưng nó sẽ không tự phanh, cũng khá lâu rồi phải không ạ, cho nên nó chưa có. Nhưng mà khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng như vậy thì trên hệ thống màn hình nó cũng sẽ báo, và đặc biệt là các dây an toàn nó cũng sẽ tự động siết lại để cảnh báo cho chúng ta. Đấy, các bạn có thể thấy các cái chế độ này sẽ được cài đặt ngay cái cần bên này đấy. À, bên này nhá. Bây giờ sẽ tích hợp hết chân vô lăng rồi.
Và cũng xin thưa với các bạn, mẫu Audi A8L tại thời điểm 2011, vâng, phiên bản 4.2 nạp khí tự nhiên không turbo, công suất là 380 mã lực, mô men xoắn cực đại 550 Nm, và từ 0 đến 100 km/h nó hơn 5 giây, 5,4, 5,5 giây gì đó. Quá tuyệt vời cho một mẫu xe mà nặng gần 2 tấn, lại xe sang trọng nhưng mà lại có một cái khả năng tăng tốc như vậy. Có thể nói là nếu như bạn là một khách hàng của Lexus thì tất cả được chăm chút tỉ mỉ rồi vân vân. Nhưng mà nếu như là khách hàng, một ông chủ, có thể thấy là một ông chủ của Lexus, bạn sẽ thấy là một người chăm chút tỉ mỉ, gọi nâng khăn sửa áo lúc nào cũng muốn như vậy. Nhưng nếu mà ông chủ của một chiếc S chẳng hạn thì sẽ là một power, chủ tịch cực kỳ power. Còn ông chủ của BMW 7 sẽ là người là như thế nào nhỉ? Sẽ là yêu thích thể thao sang trọng nhưng đôi khi lại còn muốn cầm lái. Nhưng ông chủ của Audi sẽ là một hiện thân của những con người mà sẽ yêu công nghệ này, sang trọng, tinh tế và lại còn thích trải nghiệm nữa. Thì bây giờ mình sẽ ra đằng sau để xem là cái gói trang bị trên cái bản Executive, bản L 2011 nó có gì nhá, nó sẽ có gì. Trước khi rời thì ghế lái thì cũng xin chia sẻ với các bạn, cái ghế này điều khiển 22 hướng á, và có bệ đỡ rồi vân vân tất cả, và đặc biệt là cũng có massage nhé. Đây mình bấm cái hệ thống điều khiển, các bạn sẽ thấy trên màn hình trước đây. Đó, đây điều khiển, đây các bạn có thể thấy đây. Đấy, các cái chế độ massage ở đây nhá. Đó, 2011, vâng, đấm bóp cực sướng nhẹ nhàng. Rồi bây giờ người vận chuyển Frank Hùng Xe Cỏ sẽ là ông chủ nhá, ông chủ của xe này. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy là cái bản Executive này nó sẽ rất là khác khi mà chúng ta ngồi vào cái hàng ghế này. Da rẻ thì đã là da cao cấp thì đương nhiên rồi, Audi A8L cơ mà. Tuy nhiên là có những cái chức năng mà trên cái Audi A8 phiên bản bình thường sẽ không có. Ví dụ như là cái trang bị các cái tư thế ngồi cho ông chủ. Đây các bạn sẽ, nếu các bạn đã đi cái khoang hạng C của Vietnam Airlines hay các hãng hàng không ấy, đẳng cấp ấy, thì các bạn sẽ thấy này. Đấy, mình có thể chọn được cái vị trí ghế này. Ghế trước tự động đi lên. Giữ nhá, chúng ta phải giữ màn hình xuống, cụp đầu đấy, tựa đầu cụp xuống đấy. Nhưng mà cái này hay này các bạn. Bỏ giày ra. Hoàn trả nhá. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục là giải trí một chút. Vâng, mình sẽ bật cái màn hình này. Cái màn hình này nó khoảng 10,3 inch gì đó. Đấy. Và điều khiển thì chúng ta có thể dùng được. Đây ạ. Đó, xoay. Đó. Tất cả điều khiển chúng ta dùng ở đây. Nó sẽ chia làm hai phần cho người bên trái và người bên phải. Nếu như bạn mệt mỏi thì bạn lại dùng chức năng massage. Xin thưa các bạn, ghế của ông chủ sẽ rất đặc biệt khi mà tôi có thể điều khiển các cái chế độ massage qua bên này, các lumbar stretch, pull away, vân vân, và có thể sử dụng để điều chỉnh cái tần suất rồi vân vân. Biên độ massage nó nằm đây. Êm ái. Hôm trước mình vừa ngồi cái LS500 cũng có cái cảm giác nhẹ nhàng êm ái như thế này, thì hôm nay ngồi chiếc Audi A8L phiên bản Executive từ năm 2011 cũng có cảm giác vậy. Nói chung vừa đấm bóp vừa massage mà nói chuyện thì vẫn sẽ thích hơn cái việc mà ngồi vào những mẫu xe cỏ. Nếu mà có tự động bơm nước cho mình nữa thì ngon. Và đây các bạn có thể thấy là khi mà mình muốn ký chẳng hạn, bây giờ cô có em thư ký đưa ra giấy tờ, anh ơi ký, thì mình bật cái bàn này lên. Rồi, kéo ra ký. Trông gỗ rất là đẹp này. Các bạn có thể nhìn đường vân này. Trời ơi, 9 năm rồi thưa các bạn. Đẹp long lanh. Thật không biết nói gì. Gặp lại, rất nhẹ nhàng, cơ mềm. Đó. Các bạn sẽ quan sát rằng mẫu xe này chỉ được ngồi 4 người thôi, bởi vì cái bảng công suất nó kéo dài ở bên này. Và hệ thống điều hòa là cũng 4 vùng độc lập chia cho 2 trước và 2 sau. Đây. Ông nóng thì ông bật mát, còn tôi lạnh thì tôi bật nóng, không có vấn đề gì cả. Điều khiển ghế cũng vậy. Và chiếc ghế bên này cũng được trang bị massage nhé. Thư ký ngồi đây cũng được massage luôn. Đấy, rất hay.
và bạn có thể điều chỉnh ngay bên này ạ. Đó, điều chỉnh ngay bên này, tất cả sẽ điều chỉnh bên này. Đương nhiên rồi, với những cái mẫu xe như thế này thì rèm che nắng rồi cửa sổ cho hàng ghế sau và màn hình giải trí thì mình đã nói rồi. Các bạn sẽ thấy là nó đương nhiên là nó phải trang bị đầy đủ. Bạn mình là ông chủ có tiền thì phải thế này chứ nhỉ. Mà đặc biệt là các ánh sáng nhé, các ánh sáng bạn cũng sẽ thấy nó cũng giống như khoang hạng C á. LED, tất cả đều là LED và nó rất mềm mại. Đấy, cần đọc sách nhỉ. Ánh sáng rất là mềm. Nói chung là một ông chủ làm việc với cường độ cao, tần suất cao thì khi ngồi vào mẫu xe này sẽ không còn cái sự mệt mỏi đó thưa các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển cái ghế này đây ạ thành cái vị trí ban đầu thôi. Bây giờ đấm bóp rồi nghỉ ngơi ngủ rồi lại dậy đi làm việc. Nó sẽ hơi chậm một chút, nhưng xin thưa với các bạn, mẫu xe này đã được thiết kế những chức năng như thế này cách đây 9 năm rồi. Ở đây thì tôi sẽ mở ra, chắc chắn là sẽ có những cái điều gì đó. Đấy, xuống, tụt xuống. Hộc làm lạnh đấy nhá. Những cái mẫu xe mới bây giờ chúng ta hay xem những cái này đúng không ạ? Đấy. Thì đây cũng hộc làm lạnh. Anh chủ này có lẽ không thích uống rượu mà anh chỉ thích uống La Vi thôi. Xe này về tay mình là rượu vang là đưa vào đấy hết luôn. Ngon mà. Rượu vang lại thêm điếu xì gà nữa thì là nhất nhỉ. Rồi, đầu DVD này. Rồi, khe cắm SD1, SD2 đầy đủ hết. Hệ thống MMI của Audi thì không phải nghĩ luôn. Ở các cái phiên bản Audi A8 hoặc những cái xe cùng phân khúc đời mới bây giờ ấy, các bạn cũng sẽ thấy là toàn bộ cái hàng phím này ấy, nó sẽ tích hợp vào một cái màn hình cảm ứng điều khiển. Đó. Nhưng thực chất là nếu mà nhìn gỗ với cả da với cả cái vật liệu này, các bạn nhìn này, từng cái chi tiết cực kỳ kỹ luôn, thì có lẽ nó cũng vẫn là một cái vẻ đẹp rất là hoài cổ. Đôi khi nhìn những cái màn hình cảm ứng nó chỉ là có một cái vẻ gì đấy công nghệ thôi, nhưng mà rõ ràng nhìn cái này bạn thấy không? Đối với mình thì cực kỳ hấp dẫn luôn, đẹp, yêu luôn. Cứ đấy, các bạn cũng có thể thấy là một chiếc xe 8 năm rồi này, 8-9 năm rồi mà nhựa này, vai ghế được thiết kế chắc chắn không đẹp nhỉ. Hệ số an toàn của những mẫu xe Đức thì luôn luôn được đánh giá rất là cao. Ngay cả những cái gỗ ốp trên cái phần điều hòa này cũng vậy này. Đó, những cái chi tiết nhựa. Sao con này nó đẹp thế nhỉ? Anh chủ chắc chắn là cũng sẽ rất đẹp trai. Và rất yêu thương xe. Không biết là có yêu thương vợ hơn không, hay là suốt ngày lại chỉ có xe, nhiều khi bạn gái lại ghen. Thật đấy. Trần chiếc da đẹp. Nói chung là đẹp. Quá đẹp luôn. Và bên trên thành cửa này là da Alcantara nhé. Loa này, ốp nhôm này. Đẹp quá. Ôi. Ôi giời. Hút điếu xì gà là tọc 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 vào đây nữa. Quá đẹp. Cửa gió này. Đối với những mẫu xe sang, các bạn sẽ không phải yêu cầu cái thắc mắc cửa gió đâu. Cửa gió ở trên này có này, ở trụ bê đấy cũng có này, không thiếu luôn. Có màn hình giải trí thì có thể điều khiển ở đây. Đầy chức năng luôn. Quá yêu thương với một mẫu xe có tuổi là tên đến 9 năm như thế này. Anh em nào mà chuyên xe cũ mà gặp em này mà bán ra thị trường thì chắc là phải tranh nhau luôn. Xe Audi mình cũng chưa trải nghiệm nhiều, nhưng mà cái Quattro của họ là Quattro dạng thuần cơ khí. Nó chia cái công suất ra 60 ra đằng sau và 40 cầu trước. Và nó cái khóa V-Sign nó là dạng ở Proactive, tức là nó sẽ chủ động. Nó sẽ chủ động hơn cái việc là khi trượt mà mình mới đóng cầu. Thì thực sự cái công nghệ đấy chắc là mình sẽ phải dành một cái thời gian riêng để nói trong một cái chương trình khác. Bây giờ thì mình sẽ thử làm người vận chuyển nhá. Bây giờ người vận chuyển Frank Hùng xe cỏ. Để xem cái mẫu xe nạp khí tự nhiên cách đây 9 năm nó mang lại cái trải nghiệm như thế nào. Bây giờ thì suốt ngày cái turbo thôi. Chán lắm. Bây giờ mình sẽ là người vận chuyển. Người vận chuyển gì ở trong đô thị Hà Nội chật trội này thì nếu mà là xe của mình là mình hết tay luôn đấy. Ui, nạp khí tự nhiên nó khác nhỉ. Nó khác thật. Nhẹ nhàng này, đang ở chế độ comfort.
Nghe thích lắm. Ui dồi ôi, nghe tiếng âm thanh nó giòn tan các bạn ạ. 9 năm rồi, 8 năm chứ. Cứ nhầm 8 với 9. Ôi, cảnh báo điểm mù nhá. Đây các bạn có thể thấy này, chúng ta có thể tắt ở đây, bật tắt ở đây. Ui. Chế độ comfort rất êm. Êm ái. Nhưng mà vẫn nghe được tiếng bô cực kỳ thể thao. Đây là lý do mà tại sao những cỗ máy nạp khí tự nhiên vẫn luôn được yêu thích những cái dân chạy xe, những dân đam mê tốc độ thích. Bây giờ mình sẽ chuyển nhẹ thôi. Tất nhiên là hôm nay đường nó đông, trong phố này cũng không dám đạp to chân đâu. Dynamic à? Úi rồi, khác hẳn luôn. Đấy, sự khác biệt tới những xe Đức. Và mạnh dạn đạp đây nào. Úi. Úi. Hệ số an toàn trên những cái mẫu xe hạng sang, đặc biệt là tới từ Đức như thế này, sẽ rất là cao. Và đương nhiên rồi, các hệ thống an toàn từ những cái hệ thống an toàn chủ động như hệ thống phanh, hay là hệ thống an toàn như là ABS, rồi các hệ thống an toàn thụ động như ESP, ngay cả túi khí nó cũng là hệ thống an toàn thụ động. Nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy được rằng là chúng ta hay nói về các hệ thống an toàn chủ động là phanh là gì gì đó, rồi hệ thống an toàn bị động là ESP, rồi là cân bằng điện tử, rồi gì gì đấy. Nhưng mà một trong những cái việc thiết kế xe hơi, trong những cái vật liệu cấu thành nên xe, ví dụ như các chi tiết như da, nhựa, gỗ như thế này, cũng được liệt vào hệ thống an toàn bị động, thưa các bạn. Bởi vì nếu như khi chúng ta xảy ra va chạm, đây là những vật liệu cứng chẳng hạn, cứng, sắc, nhọn, thì khi mà nó đập vào, nó đâm vào chúng ta thì nó sẽ gây chấn thương rất là nguy hiểm. Thì ngay cả những vật liệu này, xin thưa với các bạn, cũng phải thiết kế có một cái hệ số an toàn cao đối với người ngồi trong xe. Và chính vì lẽ đó cho nên những mẫu xe sang được thiết kế với những cái vật liệu rất là đắt tiền. Không chỉ sang đâu mà nó còn phải có cái hệ số an toàn cao. Đấy, các bạn có thể hình dung không? Một mẫu xe này, một mẫu sedan full size đầu bảng luôn, và một chiếc vô lăng rất nhỏ nhắn lái. Xe Đức thì thôi không phải khen nữa, phải khen xe Đức thì có bằng thừa. Vô lăng rất nhỏ. Mẫu xe to này đặt bánh đến đâu biết đến đấy, thích thật. Đấy, tư thế lái này, người vận chuyển này, ôi trời, ước gì mà đóng rầm rầm lại có cái xe camera car chạy theo nữa thì phanh hùng xe cỏ. Trời ơi. Trông quay không? Đừng cạnh. 8 năm. Trời ơi, 8 tuổi rồi mà quá đẹp luôn. Vẫn êm. Độ êm ok, hệ thống treo khí nén vẫn êm. Lốp thì lốp cũ thì thay lốp mới thôi. Đi chậm thì hơi khó nói về độ ồn. Và thực sự là vẫn thích cái tiếng bô. Tức là nó luôn luôn là thôi thúc mình, lúc nào chỉ muốn dí cho cái thôi, muốn tăng tốc thôi. Nay mà có ông chủ ngồi sau nữa thì làm cái mission impossible. Úi, đây, đây, đây các bạn có thể thấy. Quá lướt phanh này, êm. Adaptive Cruise Control thì quá đơn giản rồi. Nếu mà trên đường cao tốc thì chúng ta sẽ thử nhiều hơn. Với các công nghệ của an toàn của Đức thì chúng ta cũng yên tâm. Nói chung là có lẽ là với những cái nền công nghiệp rồi những cái công nghệ đến từ Đức thì quá gọi là chất rồi. Và có lẽ là phải vào những con đường tuyết, đường trơn, đường trượt thì mình mới biết cái hệ thống Quattro này nó hay như thế nào. Còn đi đường như này thì khó. Chỉ biết nói từ sướng và hài lòng thôi. Những chiếc xe sang nha, các bạn có thể thấy là các cái trụ chữ A này này, nó rất là nhỏ nhưng vẫn rất là cứng. Thôi xong rồi, đường tắc quá. Nhưng kể mà đường tắc như thế này mà ngồi trong một cái khoang xe sang thoải mái, không gian thoáng đãng, êm ái, loa hay, rồi lại được đấm bóp bằng các cái ghế nữa thì cũng chả mệt lắm. Đấy là lý do mà những người có rất nhiều tiền sẽ chọn những cái mẫu xe sang trọng, bất chấp giá có thể rớt, nhưng chúng ta phải sướng cái đã. Mà nói thật luôn, có hôm trước có gặp ông anh nào là Porsche, nào là Audi, nào là Merc, đủ hết. Là còn cả Panamera cứ thích là mua thôi.
thực sự cũng mình cũng gặp rất nhiều người có rất nhiều tiền, người ta mua một chiếc xe sang tầm chục tỷ nhưng mua một mớ rau, thật ra chỉ đâu là vác về đấy thôi, rồi vác về cho anh thôi. Và các bạn cũng có thể thấy là khi mà Hùng cầm lái này, thực sự là không nghĩ đây là một mẫu xe đã 8 năm rồi đâu. Lái mượt, số mượt, chân ga vẫn mượt, phanh cũng vậy. Đúng là mẫu xe này không chỉ đẹp từ những cái thứ mình nhìn thấy mà còn đẹp ở bên trong nữa. Đó, ai bảo là xe Đức là không bền. Nói chung là của bền tại người. Cảm ơn anh chủ đẹp trai đã gìn giữ một cái sản phẩm đẹp như thế này. Rồi, có lẽ là hôm nay chuẩn là Frank Hùng xe cỏ. Mà cỏ thật bởi vì là mình cũng chỉ đi được nhẹ nhàng thôi. Frank xịn là phải vỉa hè rồi cao tốc rồi thế này thế kia rồi quay đầu 360 độ rồi gách cả bánh lên. Có lẽ là Hùng sẽ phải cần những cái điều kiện nó tốt hơn để có thể học theo Frank với một chiếc Audi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn bên những chiếc xe. Và các bạn ơi, nếu như các bạn yêu quý kênh Auto Daily, có thể ủng hộ bằng cách là hãy like, share, comment bên dưới clip. Và đừng quên rung chuông and subscribe nhé. Xin chào.